Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chiếm Trong Mobile. Và ngày hôm nay thì mình lại comeback với mọi người về những cái sản phẩm đồ dùng công nghệ và vẫn là những cái chiếc máy tạo độ ẩm không khí đến từ Solove. Thì với cái thương hiệu này thì một năm trở lại đây thì Solove luôn chuyên sản xuất ra những cái mặt hàng nhỏ gọn cầm tay và có tính linh hoạt phù hợp với những cái đối tượng là dân văn phòng, là học sinh hay là những người sống trong một cái không gian nhỏ ấy. Và để xem nó có cái sự khác biệt và cái thiết kế của nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở hộp để cho mọi người quan sát chi tiết nha. Rồi, và sau khi mở hộp ấy thì đây là hai cái sản phẩm chính của mình, là hai chiếc máy tạo độ ẩm Solove và đây là cái model Solove H5, nên là mọi người tìm kiếm ở trên web ấy thì giờ các bạn nhớ đánh đầy đủ tên của sản phẩm để mà chúng ta dễ tìm kiếm sản phẩm hơn nhé. Và về màu sắc thì hiện tại mình có ở đây là hai màu, cũng như là hai màu của nhà sản xuất luôn. Thì với phối màu trắng ấy thì nó sẽ có cái module màu hồng, còn với màu đen thì nó sẽ có cái module màu vàng. Đấy, thì nội về cái thiết kế bên ngoài thôi thì mọi người cũng đã thấy được cái sức hút của cái sản phẩm này nó mang lại rồi. Và về phần phụ kiện thì mỗi chiếc máy sẽ đi kèm một cái cáp sạc Type-C, hai cái bông mút để mà thay thế khi mà các bạn sử dụng được một thời gian rồi thì chúng ta có thể thay thế để cho cái chất lượng của cái độ phun sương của mình ok hơn. Còn về catalog hướng dẫn sử dụng sản phẩm thì ở đây mình chỉ thấy nó có tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật thôi, không có tiếng Việt. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người ha. Thì để cho mọi người dễ thấy, mình sẽ sử dụng cái máy màu trắng này. Thì về thiết kế ấy, thì mình thấy là nó có thiết kế khá là nhỏ gọn và trọng lượng chỉ có 256g thôi. Và các bạn có thể cầm nó một tay hoặc là bố trí trên cái bàn làm việc của mình ấy. Và nó thiết kế thành một cái hình bầu dục như thế này. Và cái dung tích bên trong cũng khá là nhiều ấy. Nên là mình nghĩ là nó sẽ dễ dàng để mà các bạn bố trí trong cái góc học tập này, góc làm việc của mình. Nên là nó sẽ không có chiếm nhiều diện tích của cái góc học tập của mọi người đâu, nên là các bạn yên tâm nhé. Rồi, và một cái điểm tiếp theo nữa mà mình rất là thích ở cái sản phẩm này đó chính là cái phần module, tức là cái bộ phận để mà nó hút nước và phun sương lên ấy. Thì cái module này nó không có dây nối hay là có những cái chi tiết nào cầu kỳ hết. Thì ở trên phần module thì mình chỉ thấy là ở đây là nó có một cái đỉnh để mà chúng ta phun sương ra này. Rồi, ở mặt sau thì sẽ là một cái nút nguồn. Và ở đây là cái nơi để mà các bạn kết nối với sợi cáp ấy. Rồi, cái thân dưới này sẽ là cái nơi mà các bạn đưa cái mút này vào. Thì khi mà mua về ở trong đây nó sẽ có sẵn một cái mút. Rồi các bạn chỉ cần thấm cho nó ướt cái mút này. Rồi chúng ta cho nó vào, cho nước vào đây và chúng ta sử dụng thôi. Và tiếp theo là về cái chất liệu thì với những cái sản phẩm mà nó gọn nhẹ như thế này thì nó thường làm từ những cái chất liệu mà có độ bền tốt cũng như là nó có cái tính thẩm mỹ cao. Ví dụ là nhựa ABS này. Vì cái nhựa này nó có cái độ bền rất là tốt và khi các bạn cầm thao tác nhiều hay sao đấy thì nó cũng không có vay bẩn, vay dấu vân tay lên sản phẩm này. Và cái phần thân của máy cũng vậy. Và ở mặt chính diện thì nó có in tên của thương hiệu là Solove. Rồi, ở dưới thì vẫn là cái chất liệu đáy luôn, nhưng mà nó làm theo cái dạng trong suốt ấy, để mà khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là bảo đảm được là cái mực nước và chúng ta có thể theo dõi được là cái lượng nước của mình sắp hết chưa để mà mình có thể thêm nước vào này. Và với cái phần module có thể tháo rời này á, thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng nó với cái bình chứa đi kèm của sản phẩm thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó kết hợp với một cái ly, cái cốc, hoặc cái chai, cái lọ gì ở bên ngoài vẫn được ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thêm nước vào và trải nghiệm trên chiếc máy này để xem cái lưu lượng phun sương của nó có gì khác biệt không nhé. Rồi, và ở đây thì mình có một cái bình nước. Rồi, mình sẽ cho nước vào bên trong cái khoang chứa này. Và theo như mình nhìn được thì cái thể tích của cái khoang chứa này thì nó rơi vào tầm khoảng 300 cho đến 400ml ấy. Nên là các bạn phải theo dõi và chúng ta có thể thêm nước vào, bởi vì những cái sản phẩm mà đa số là nó nhỏ thì nó sẽ không có những cái chức năng, ví dụ như là nó kêu bíp bíp để mà báo hiệu hết nước. Và các bạn chỉ có thể quan sát và chúng ta thêm nước vào thôi. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu cái thao tác là nhúng cái tăm bông này vào. Thì với cái tăm bông này thì các bạn phải làm ướt trước và chúng ta hãy bỏ vào cái module nha. Thì nó sẽ hoạt động ok hơn.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắm cái cách tai si vào ha. Thì mình thấy là với cái cách tai si á, thì nó có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là ở cái phần đầu cáp và cái sợi dây á, thì nó có thiết kế một cái đầu để mà bọc nhỏ như thế này, và nó có cái phần cong như vậy á, thì nó sẽ bảo đảm rằng cái dây của mình nó sẽ không bị gãy khi mà các bạn để nó vào ở trong cái góc hẹp này, hay là các bạn có muốn quấn dây lại để mà thu gọn cái diện tích hơn ấy, thì nó sẽ không có bị gãy cái đầu dây ở đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ để máy vào bên trong và chúng ta kết nối với cái phần này. Thì đây là cái đầu USB nên là các bạn có thể sử dụng với những cái giao diện như là cắm từ laptop sang này, hay là từ sạc dự phòng đều được hết. Rồi và khi mà gắm vào rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhấn nút để mà sử dụng thôi. Và về cái phần chế độ của nó ấy, thì nó có hai chế độ phun sương, đó chính là một cái chế độ phun liên tục như thế này và một cái chế độ là phun ngắt quãng đấy. Thì nó sẽ ngưng khoảng 3 giây rồi nó sẽ phun lên một cái lưu lượng như thế. Và với cái lưu lượng mà phun liên tục ấy, thì cái lưu lượng của nó sẽ là 50ml trên 1 giờ, và các bạn có thể sử dụng chiếc máy này lên đến 9 giờ đồng hồ thì nó sẽ hết cái lượng nước ở bên trong. Còn với cái lưu lượng mà phun liên tục ấy, thì nó sẽ có cái lượng phun sương là 25ml trên 1 giờ, và các bạn có thể sử dụng lên đến 18 tiếng, tức là hơn nửa ngày thì nó sẽ hết cái phần nước ở trong cái bình chứa này. Các bạn nhớ là phải thêm nước nhé. Mặc dù là cái chiếc máy nó có cái kích thước rất là nhỏ, nhưng mà mình thấy là cái công suất làm việc của nó thì không hề nhỏ tí nào cả. Đấy, cái lượng sương phun lên thì nó không khác vì so với những cái chiếc máy mà nó có cái mức giá tầm trung cả. Rồi là phần review chi tiết của mình về cái chiếc máy tạo độ ẩm đến từ Solop này, và chiếc máy có tên là Solop H5. Thì hiện tại sản phẩm đang được phân phối thì chúng ta mobile tại hai chi nhánh luôn, và mọi người hãy nhanh tay đặt hàng hoặc đến ngay trực tiếp cửa hàng để mà chúng ta trải nghiệm và mua máy ngay về nhé. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, và nhớ ấn like và subscribe cho channel của chúng ta mobile nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.